to khỏe rẻ lại hay thì lại là Yamaha. Hôm qua cửa hàng tôi đã đăng thanh lý một con Yamaha có mã là 500 và hôm nay lại quay một con thanh lý cho các bác. Thanh lý giá còn 2.500.000 đồng anh em nhá. Bao zin tuyệt đối luôn, zin sò, zin nguồn, zin tụ. Con này có mã là A5D. A5 thì nó chỉ có một đôi loa, thì A5D thì đánh hai đôi loa. Nó giống như con hôm qua tôi đăng. Nói chung nó đặt tên khác nhau thôi, tôi nghĩ nó nhìn nhau hết, có cái gì đâu. Kiểu dáng, kích thước giống nhau. Con này có khác một chút là cái thông số kỹ thuật nó ghi to hơn một chút. Ghi tận 150W. 150W 100V, số series là 4909. Con hôm qua là 135. Nhưng kể cả mấy con này anh em nhá, 70W nó nghe tiếng chả khác gì này. Bởi vì thực tế nó là công suất tiêu thụ điện. Mấy con này công suất ra loa xiêm xiêm nhau hết. Và anh em có thể đấu vào mấy cái đôi loa to như tôi đang mở đây là đơn giản. Hay trong tầm tiền, trở kháng từ 6 ohm trở lên, đấu loa 4 ohm vô tư. Mấy cái thông số lý thuyết anh em đừng bận tâm. 100V, đó. AB cộng B. Bán bằng giá con A5. A5 chỉ đánh có một đôi loa vì coi như nó đồng giá đi. Chút nữa tôi sẽ cho anh em xem nội thất. Còn bây giờ thì là mời anh em nghe tiếng đã. Các bác hãy tìm điểm chê trên mặt máy nhá. Tôi thấy nó quá nuột luôn. Xuất sắc tí tí là có, nhưng cái mặt phay nhôm của nó còn quá xuất sắc. A5D chứ không phải là 50 các bác nhá. Nhìn qua thì tưởng là A50. Bát chép đầy đủ này, lao lớt này, cân loa này, các đường vàng thay. Mở to để các bác trải nghiệm này. Đủ sức để các bác nghe vào những đôi loa này nghe nhạc. Và quan trọng là tầm tiền, độ đẹp anh em nhá. 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng, các bác nhớ tôi điều đó. Chứ nó không phải là 25 triệu hoặc là 10 triệu đâu. 2.500.000 đồng như thế này là luột nắm rồi đấy ạ. Đợt này tôi sẽ thanh lý bớt đi cho nó rộng nhà. Anh chưa từng mong sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Mời các bác xem nội thất nha. Mời các bác xem nội thất bên trong của sản phẩm nha. Hàng bãi zin, sò zin, nguồn zin, tụ zin, đó là những điều cửa hàng có thể nói đến các bác. Bụi bặm còn không lau chùi sạch kìa, ở dưới những cái tản nhiệt kìa. Bốn con sò than anh em có thể nhìn thấy chân sò kìa, đó. Và đây là nguồn. Nguồn này là nguồn đẹp các bác nha, đừng bảo nó xấu. Tại sao tôi dám bảo như vậy? Bởi vì đây là lớp keo, đây anh em cạo này. Lớp keo nó bôi màu vàng thì theo thời gian nó phải khô đi và nó chóc đi. Thì nó còn rất đẹp, nó không có rỉ hoặc là nó bị làm sao cả. Tại sao mà cứ phải nói thế? Bởi vì tránh cái trường hợp là người không biết về âm ly, âm thanh ấy, thì nhìn qua cái này tưởng là nó cũ. Nhưng mà thực tế là nó bôi cái lớp màu vàng đấy, anh em nhìn bên dưới, bên trên. 2 tụ lọc to, 4 sò than và nguồn. Đánh khỏe, đánh hay vào những đôi loa to, loa chuyên nghe nhạc của Mỹ, của Nhật. Bảo hành về chất liệu cho anh em sử dụng. Bao test sản phẩm 2 tuần với điều kiện là không mở quá to, phá âm ly, không cắm sai nguồn điện, không làm chậm chạm dây loa. Số series 4909 150W.
nhìn qua cái này thì tưởng nó xấu nhỉ không anh nhỉ? Nhưng mà chưa trải nghiệm nhiều thì nghĩ là nó xấu thật đấy. Nên là nhiều khi cứ phải giải thích liên mồm. Mời anh em nghe to thêm tí nữa.